Cảm giác đang đi trên xe ô tô mà buồn đi đại tiện hay đi tiểu tiện, cảm giác có làm cho chúng ta đứng ngồi không yên không? Đứng ngồi không yên, xuống nhìn thấy cái nhà toilet sướng không? Sướng từ lúc nhìn thấy nhà toilet, có đúng không? Nhìn thấy nhà toilet đã cảm thấy sướng, mà lại được ngồi vào bệ vệ sinh nữa, có sướng nữa không? Sướng tăng cấp độ lên. Và xả được ra có sướng không? Lại tăng cấp độ sướng lên. Rồi xả hết ra có sướng thỏa mãn không? Thỏa mãn. Thì người nữ đối với người nam cũng là một cái nhà vệ sinh thôi. Chẳng qua người nữ đối với người nam nếu khéo tu thì quán nó chả khác gì cái nhà vệ sinh. Và người nam đối với người nữ cũng chả khác gì cái hố tiêu. Người tu quán rất dễ, không khó. Nếu thực ra tôi với ông không có cái mà xả cái đau khổ kia đấy, cái mà bức bách đứng không được giống như trên ô tô ấy, thì tôi với ông chả còn quan hệ gì. Phải không? Bây giờ mà hai người không hề xả cái đó với nhau, có thành vợ chồng không? Thế thì chả là giống hố tiêu thì là còn giống cái gì? Đúng không? Thì chỉ giống hố tiêu thôi. Cho nên cái cảm thọ người nam nhìn thấy người nữ thích là do năng lượng dục của người nam nhiều, cho nên nhìn thấy người nữ đáng yêu. Nam với nữ là như thế đấy. Cộng thêm mấy cái nghiệp nữa thì cái người nam này cảm thấy cái hố tiêu này đẹp. Cảm thấy hố tiêu kia không đẹp. Nó là nghiệp lực tạo thành thân của chúng ta do tâm cấu ế. Thực sự người khéo quan sát cái năng lượng dục đoạn chẳng khó tí nào, không khó chút nào. Kính thưa quý đạo hữu, khi mà Yến quan sát và tư duy thì cái phần mà năng lượng dục này đoạn rất nhanh chứ không phải là không nhanh. Và tất cả những thiên chức của người nữ Yến đều tịnh sạch do cái quan sát này. Quan sát như thế thì mình còn tình cảm gì đâu. Bây giờ cứ người này nhìn thấy người kia tưởng tượng ra một hố tiêu, tưởng tượng ra một hố tiêu. Thì nó dễ thôi mà, có thấy đẹp gì đâu. Chẳng qua là một hố tiêu của Nhật, một hố tiêu của Trung Quốc, một hố tiêu nhà quê chứ có cái gì đâu. Người nữ hay người nam xấu xí, thân thể hôi hôi mà mình thích thì mình bảo đây là mình thích cái hố tiêu của nhà quê. Phải không? Người nào xinh xinh trắng trẻo mình thích cái hố tiêu Nhật Bản. Thế thôi, có gì hố tiêu ngoại.